Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Việt trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Kính thưa quý vị và các bạn, người dân Trung Quốc đang hoảng loạn vì những thông tin ngày nhận thế ập tới trên đất nước này. Giờ đây lũ lụt, thiên tai, động đất, sóng thần tràn ngập khắp nơi ở Trung Quốc. Mở những trang mạng báo chí truyền hình chỉ thấy lũ chồng lũ, núi lửa rồi tiếp nối động đất và bao nhiêu tai ương dịch họa. Chưa hết, mới đây nhất trên kênh truyền hình CCTV đã phải cố trấn an dư luận về tin đồn ngày tận thế với việc 60.000 tấn mưa bụi của vũ trụ đổ ập xuống trái đất và vùng quái vật địa ngục sắp nổ sẽ rớt chúng vào khu vực hoang nguyên của Trung Quốc. Người dân Trung Quốc vốn mê tín và tò mò những sự hiếu kỳ, từng túm tụ năm tụ bảy và khắp hành lang, cùng ngõ hẻm để dì ta nhau những nỗi kinh hoàng mà họ cảm nhận. Trước đó, trên một tạp chí của Hội Thiên văn và Vũ trụ Thượng Hải đã đăng tải, phát hiện vùng quái vật địa ngục sắp nổ gây ra sự hoang mang cho dư luận. Nhiều nhà khoa học tin rằng vào khoảng tháng 10 đến tháng 11 năm nay thì những vụ nổ trên có thể xảy ra trong một diễn biến liên quan trên năm 338 trận mưa bụi ngoài hành tinh và đổ xuống trái đất vào năm nay, vượt mức thông thường. Thông tin dò dỉ mới đây về việc phát hiện vùng quái vật địa ngục sắp nổ cận kề trái đất có khả năng hủy diệt loài người, cũng như trái đất trong năm nay sẽ phải hứng chịu gần 60.000 tấn mưa bụi ngoài hành tinh ập xuống, đang gây ra sự hoang mang và lo lắng trong dư luận. Nhiều người tự hỏi có phải chăng xảy ra ngày tận thế hay không? Thực hư về những thông tin gây kinh hoàng dư luận này như thế nào và diễn biến của những sự kiện trên ra sao? Mời quý vị tìm hiểu trong bản tin thời sự tổng hợp hôm nay của chúng tôi. Một phát hiện vùng quái vật địa ngục sắp nổ đang cận kề trái đất. Cephasbo là một thế giới đầy những ngôi sao quái vật màu xanh lam cực nóng, lớn gấp 3 đến 6 lần mặt trời và sắp nổ tung. Các nhà khoa học Anh và Pháp đã tính toán lượng vật chất không gian rơi xuống trái đất mỗi năm và đưa ra con số kinh dị trong nghiên cứu mới đây. Trong bài công bố trên tạp chí khoa học Earth and Planetary Science Letters, nhóm tác giả đến từ Đại học Paris Saclay Pháp và trường hóa học thuộc Đại học Leeds Anh cho biết trung bình có đến 15.000 tấn mưa bụi không gian đi vào bầu khí quyển trái đất, trong đó ít nhất 5.200 tấn sẽ chạm được tới mặt đất mỗi năm. Tuy con số 25.200 tấn là khổng lồ, nhưng bạn vẫn không cần e sợ mình mắc kẹt trong những cơn mưa bụi đất dữ dội trong năm nay. Bởi lẽ mưa bụi này được làm bằng các vi vật cực nhỏ và kích thước dưới 0,7mm, bao gồm 1.600 tấn phi vật thể và 3.600 tấn tính cầu vũ trụ. Đá không gian nóng chảy, mưa bụi này được phân bố đều rỉ rả khắp trái đất, do vậy bạn hầu như không thể nhận biết được. Nhưng đôi khi những diễn biến xảy ra trái đất ngược lại với dự định của con người thì có thể gây ra nguy hại vô cùng to lớn. Nhóm nghiên cứu này cũng đã thực hiện 6 cuộc thám hiểm Nam Cực trong suốt 20 năm để đem về được 1.280 hạt vi vật thể và 808 tinh cầu vũ trụ có khối lượng dưới 350 microgram. Những hạt này giúp họ tính toán tốc độ chúng rơi xuống bề mặt, cũng như xác định nguồn gốc của hạt. Nam Cực được lựa chọn bởi miền đất hoang sơ này rất ít bị ô nhiễm bởi các động từ sinh vật sống, giúp bảo tồn tốt hơn những kẻ xâm nhập của hành tinh. Tất cả các dữ liệu được đưa vào một mô hình máy tính, giúp tính toán ra những con số kinh dị nói trên. Sở dĩ trong 15.000 tấn vật chất ngoài hành tinh đổ vào bầu khí quyển, chỉ có 5.200 tấn chạm đất là vì bầu khí quyển dày của chúng ta đã làm phần nhiều các hạt bị cháy, tan biến trước khi chạm đất. Theo Science Alex, 80% bụi vũ trụ có thể có nguồn gốc từ những sao chổi. Thông tin từ El Paris, nhóm nghiên cứu từ Trung tâm Sinh học Thiên văn Tây Ban Nha đã sử dụng kính viễn vọng Gaia của ESA, cơ quan vũ trụ châu Âu, để lập bản đồ vùng cận mặt trời bao gồm chòm sao Orion Lạp Hậu hay Thợ Săn, là nơi có hệ mặt trời chòm sao Perseus Anh Tiên, có khu vực riêng Milky Way Thiên Hà chứa trái đất và chòm sao Sagittarius Nhân Mã gần trung tâm Thiên Hà. Tiến sĩ Michael Langelo, Pantelino Gottlieb và Jesus Mais Apelians cho biết quá trình này đã giúp ra tìm một cấu trúc bí ẩn đặt tên là Cephasbo, tọa lạc ở phần giữa cánh tay của chàng thợ săn Orion gần hệ mặt trời và chòm Perseus Anh Tiên. Vùng Cephasbo này ẩn chứa dạng sao manh động bậc nhất trong vũ trụ. Trước đây, bi tưởng lầm là vùng trống rỗng. Chúng có kích thước ít nhất gấp 3 lần mặt trời, trong đó hầu hết là khoảng 6 lần mặt trời. Những ngôi sao này cực nóng nên tỏa ra ánh sáng màu xanh lam trong không gian. Nhiệt độ của các ngôi sao cho nó sắc độ từ xanh, vàng, cam, đỏ, trong đó màu xanh là nóng nhất, màu đỏ là mát nhất. Đây cũng là những ngôi sao có độ tuổi đời ngắn nhất bởi những phản ứng hạt nhân dữ dội trong trái tim đẩy chúng nhanh chóng đến ngày bùng nổ thành siêu tân binh. Nói trên Leaf Science, nhóm tác giả cho biết chính những vụ nổ sau này đã phân tán các nguyên tố nặng đi khắp thiên hà. Loại sao quái vật này cực hiếm và cực quý giá, được coi là thứ làm giàu hóa cho thiên hà. Cũng chính nhờ những quái vật
xanh cổ xưa đã chết, mà hệ mặt trời của chúng ta còn có đủ các nguyên tố nặng gần cần thiết để tạo ra những hành tinh phong phú về mặt hóa học, có khả năng tạo nên phản ứng sinh hóa, sinh ra sự sống trên trái đất. Các nhà nghiên cứu khẳng định việc tìm hiểu về những cơn mưa bụi kỳ lạ này là cửa sổ quan trọng để hiểu được cách những cơn mưa bụi tương tự hàng tỷ năm trước có thể là dồi dào và mạnh mẽ hơn nhiều lần đã gieo mầm các phân tử nước và carbon trên trái đất, là những mảnh ghép đầu tiên cho sự ra đời của muôn loài. Đó là theo cách nghĩ của các nhà khoa học. Gần đây Trung Quốc đại lục liên tục xuất hiện các hiện tượng kỳ lạ. Sự việc hiện tượng kỳ lạ của chúng ta đem đến cho quý vị ngày hôm nay còn đáng sợ gấp hơn ngàn lần. Và ngày hôm qua, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đã phải hứng chịu một buổi trưa đột nhiên cuồng phong bão táp nổi lên, kế tiếp là sấm chớp gây người kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ. Kinh hoàng hơn, khi tia chớp kéo dài 3 tiếng đồng hồ gây cháy một trạm điện, may mắn là không ảnh hưởng đến tính mạng của con người. Và ngày hôm qua giữa buổi trưa ở Hải Khẩu, thời tiết khắc nghiệt khi liên tiếp trong 3 tiếng đồng hồ, Hải Khẩu đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi bùng rất dữ dội, kèm theo đó tia chớp sấm sét đùng đùng. Cảnh tượng đó giống như chỉ có trong phim ảnh, nhưng đây là sự thật khiến người dân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô cùng hoang mang và lo sợ. Họ lo sợ không biết phải hứng chịu những đại họa nào của thiên nhiên nữa. Theo thống kê được công bố sau đó bởi Trung tâm Phòng chống thiên tai của Cục Khí tượng Hải Khẩu, từ khoảng 1 giờ trưa đến 14 giờ chiều ngày hôm qua, số lần sét đánh ở Hải Khẩu lên đến 4.207 lần, với trung bình 2-3 tia sét một phút. Rất nhiều người dân ở Hải Khẩu xôn xao đăng tải các thông tin mô tả cơn dông và sấm sét kinh người này lên mạng xã hội. Nhanh chóng đoạn video này đã trở thành file hot nhất của mạng xã hội. Một công dân sống tại quận Hồng Khẩu, Hải Khẩu đã nói rằng sấm chớp này sao mà vang to như tiếng nổ vậy, còn nó cảm giác như mặt đất rung chuyển, năm nay đúng là một năm bất thường. Cũng có một dư luận mạng cho biết rằng chiều hôm đó đột nhiên Hải Khẩu có sấm sét, âm thanh vô cùng to, nghe giống như một vụ nổ vậy. Bình thường là bản thân tôi không phải là người sợ sống chết, nhưng lần này bị dọa cho khiếp vía. Theo hãng AP đưa tin, cảnh tượng tia chớp dữ dội như xé toạc bầu trời ra thành đôi, những tia chớp nó đi truyền thật đáng sợ như đang rượt đuổi thành ai vậy. Chưa dừng lại ở đó, vì sức mạnh của tia chớp kèm theo tốc độ ánh của nó đã khiến một trạm điện bốc cháy. Thật may vì thời điểm này người dân đang nghỉ trưa và trạm điện cũng cách 2 km với hơi đông dân nhất của khu vực này. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, lúc khoảng 17:53, tòa nhà ở khu vực dân cư thiện Thiết Tây của thành phố Hải Khẩu bị sét đánh trúng, xuất hiện rất nhiều tia lửa. Đoạn clip được chia sẻ trên mạng và thấy sau tia chớp đột nhiên vọng lên một âm thanh lớn giống như tiếng bom nổ. Trong nháy mắt, một cột sáng màu cam đánh vào một tòa nhà cao tầng gần đó, tia lửa xuất hiện khắp nơi rồi rơi xuống mặt đất. Cơ quan chức năng Trung Quốc giải thích là do sét đánh qua dây điện làm cháy bãi cỏ, đồng thời đưa ra thông báo đã có 13 người thiệt mạng trong chiều ngày hôm qua. Công ty điện lực địa phương cho biết dây điện cao thế đã bị hư hại vì cung cấp điện đang gặp gián đoạn. Sự việc khiến người dân địa phương lo lắng khi cơ quan khí tượng Hải Khẩu tối qua liên tục đưa ra cảnh báo về mưa lớn sấm sét. Theo một người dân địa phương tên Lưu Chi chia sẻ, thật sự dùng mình sắp nổ một cái. Đột nhiên, trong nhà máy điện bây giờ trời đã oi bức, lâu rồi vẫn chưa có điện, không dám bật công tắc điện, quạt máy, điều hòa đều không mở được, thật sự bây giờ rất nóng. Theo Weibo, Hải Khẩu đang thông báo là chính quyền cho biết, đài quan sát khí tượng trung tâm Hải Khẩu vào lúc 12:39 ngày hôm qua đã cập nhật tín hiệu cảnh báo màu xanh, mưa bão ban đầu thành cảnh báo màu vàng và cảnh báo rằng trung tâm thành phố Hải Khẩu của một số khu vực cục bộ khác. Sau đó, đài quan sát khí tượng đã cập nhật tín hiệu cảnh báo màu vàng, sấm sét thành tín hiệu cảnh báo màu cam, sấm sét vào lúc 1 giờ chiều qua. Thông báo rằng dự kiến trong 2 giờ nữa các khu vực như trung tâm thành phố Đông Sùng, Minh Phụng, Hiền Tùng Giang, thành phố Vấn Thành, Gia Định, Bảo Sơn có khả năng cao có sấm sét mạnh và khả năng xảy ra tai hạn. Do sét đánh cũng tương đối cao, theo như dữ liệu công bố lần cuối cùng của Hải Khẩu đưa ra cảnh báo màu cam là lúc 16 giờ cùng ngày, những tia sét to phát nổ trên bầu trời giữa trưa như muốn xé toạc một gốc cây. Một cư dân mạng nói sấm sét hôm qua cũng rất đáng sợ, cảm giác như muốn bổ đôi tòa nhà ra. Mỗi người dân địa phương phản ánh 6 cây dưới tòa nhà đã bị bổ nổ thành hai. Cũng có người dân Nhạc Dương nói rằng tia sét chiếu sáng bầu trời, ngói trên mái nhà của cô cũng bị đổ đi, mọi thứ trước nhà cũng bị tung bay. Ngoài ra các am và phân nghi cũng như nơi khác ở tỉnh Giang Tây cũng xuất hiện hiện tượng sấm sét, khiến nhiều người bị ánh sét đánh thức khi đang ngủ. Trong khi đại lục không ngừng xuất hiện các hiện tượng lạ khắp nơi, sự việc kỳ lạ này đã khiến cư dân mạng thảo luận sôi nổi. Trong 12 giờ có đến 140.000 tia chớp, oán niệm quá nhiều, ông trời đang khóc cho những người chết vì dịch bệnh Covid-19 đã qua. Trong đợt này, người người oán trách, người làm việc gì đều có trời cao chứng giám, khí hậu bất thường, dịch bệnh lây lan không phải là hiện tượng bình thường. Cổ nhân Duy Huấn, người đáng thương ánh ngắt có chỗ đáng trách. Trời đất không tự nhiên mà giáng họa cho con người làm chuyện xấu quá nhiều sẽ có đại họa thiên nhiên, thiên tai xuất hiện, bề mặt xem là điều đương nhiên, kỳ thực điều thiên ý mà thiên ý này có điều bất đắc dĩ của thần. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì MC xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.